Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có mặt tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để điều hành U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. U23 Việt Nam sẽ có trận đấu gặp U23 Đài Loan vào ngày 27 tháng 9 và U23 Myanmar vào ngày 2 tháng 11 tại Kyrgyzstan. Sau trận đấu với U23 Myanmar, huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến sẽ trở về Việt Nam vào ngày 4 tháng 11. Người hâm mộ lo lắng do khi nhập cảnh vào Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải cách ly 7 ngày và điều này đồng nghĩa ông sẽ lỡ trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11. Trước lo lắng này, chiều 19 tháng 10, VFF đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Theo đó, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không phải cách ly 7 ngày do Park hoạt động theo quy trình bóng bóng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang tiến hành việc test Covid liên tục và không tiếp xúc với ai ngoài bóng bóng trong suốt quãng thời gian điều hành U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo khi trở về Việt Nam sẽ di chuyển thẳng đến khách sạn Grand Plaza trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Ông Park sẽ có buổi tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 6 tháng 11 để chuẩn bị cho trận đấu gặp Nhật Bản trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.